Xúc K2 xin chào bác nhé. Thì hôm nay bên em sẽ tiếp tục test nhanh hai bơm năng lượng mặt trời hệ 4860V, công suất là 750W để chơi gửi cho hai bác khách của em, một bác ở Bình Phước này, một bác khách ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thì bác ở Bà Rịa Vũng Tàu thì năm ngoái bác đã lấy em một con rồi, năm nay bác tiếp tục lấy thêm con nữa. Đó. Thì đây là dòng bơm ly tâm đa năng. Thì mẫu này thực sự các bác nhìn quá quen thuộc rồi. Mẫu này bên em bán cực kỳ nhiều luôn. Đó. Thì hôm nay em có thời gian thì em lại tiếp tục em test và quay video cho bác tham khảo. Đấy, con này thì nó chạy từ hai tấm pin 450 thì chạy được rồi. Thì đây thì em có sẵn cái dàn pin chuyên dùng test máy gồm 3 4 tấm 370. Đây, pin này pin từ ngày xưa nhá. Đấy, thì nên là nó không có công suất lớn. Đây, ngày xưa tầm 375W là lớn nhất rồi. Đấy, là em được tí mua là tầm máy tầm lớn nhất rồi, nhưng hiện tại bây giờ có lên đến 500W nó cũng có rồi cơ. Đó. Thì các bác chỉ cần hai tấm 450 trở lên là chạy được rồi cơ nhá. Thì con này thì nó có vừa có lực hút này, vừa lực đẩy này, và lưu lượng cũng khá chiều cao, nó thích hợp cho bác tưới béc nhá, hoặc dẫn nó đi xa. Thì con này cũng rất là ok. Thì đây, một con thì em đã đầu nối đây. Đấy, hút từ dưới ao này, bơm lên này, hút xả là ống 48 nhá. Đây, quay cho bác xem. Đấy, máy bên em thì làm rất đồng đều, trông rất là khôn nhá. Đây, bên em chỉnh chu đến từ cái tem luôn này. Đấy, K2 Solapum này. Đấy, thương hiệu bên em nhá. Hàng đảm bảo luôn về chất lượng, bao chất lượng, đầu này, bờ gang này, trục phớt inox. Đấy, sản phẩm thì rất là chắc chắn. Con này nó nặng trên 10 cân nhá. Đây, nhìn nhỏ nhỏ thôi nhưng rất là nặng, trên 10 cân một con này. Rồi, ok, đây là mốc tự động, mình cấp điện máy sẽ chạy thôi. Đây, con đầu tiên em test này. Đây, bật máy nhá. Rồi, nó tít một cái bắt đầu khởi động lên này. Rồi, bác nhìn này. Ống này ống 48 nhá. Bao nhiêu à? Cái lực nước kìa, nó văng đến xa kìa. Đó, văng đến xa kia luôn nhá. Rất là khỏe. Đấy. Rồi, ok, bây giờ em sẽ đấu sang con tiếp theo. Đấy, để em test cho anh khách của em. Rồi, con đầu tiên nhá. À vâng, đây. Em vừa mới lắp xong con thứ hai đây. Đấy, con này con em vừa test nhá. Con thứ nhất này. Rồi, hai con này thì như nhau thôi. Đó, thì em vẫn sẽ test lần lượt. Thì con thứ nhất em vừa test xong rồi. Bây giờ sang con thứ hai. Đó, thì cũng đấu nối với cả cái đường ống 48 này và vẫn là cấp điện từ dàn pin này. Đó, hai con chạy như nhau nhá. Đây. Cấp điện luôn này. Đấy, đều là mốc tự động, cấp điện là máy sẽ chạy thôi. Đó bao nhiêu nước nó đến xa kìa. Đó. Đấy, ống 48 nhá, nó rất là khỏe. Hai con thì như nhau. Đấy, cùng công suất là 750W. Đây, em xem đo cho bác. Đo bác công suất này. Đây nhá, đây đường điện từ dàn pin. Đấy, từ dàn pin em đi xuống các cái cầu đấu này. Đấy, để em chia ra để test cho nó dễ. Đây, em đo cái chỗ đầu máy luôn này. Đây, dòng hiện tại đang ăn 11A. Đấy. 11A bác nhá. Ăn 11A. Trên cái vôn của nó là bao nhiêu vôn? Năm mươi bảy vôn này mày, 57 và dòng ăn là 11A, nó ăn gần được 700W. Đấy, con này em thiết kế 750 nhá. Đây ăn gần được 700W này, nước ra rất khỏe. Đó, hiệu suất rất là cao nhá. Đó, thì là vừa rồi em test nhanh hai máy chưa gửi cho hai bác khách của em. Em cũng vừa chia sẻ qua một số thông số cơ bản của cái mẫu bơm năng lượng mặt trời loại bơm ly tâm đa năng này rồi. Đó, thì bác nào nhu cầu tìm hiểu hoặc tham khảo về những dòng bơm năng lượng mặt trời, có thể liên hệ trực tiếp hotline hoặc Zalo, em sẽ để các màn hình nhá. À vâng, Xúc K2 cảm ơn các bác. Chúc các bác của ngày làm việc vui vẻ hiệu quả. Vâng, Xúc K2 xin chào các bác.